Đây là món gà nấu pate của mẹ mình. Mình cần hành tây, cà rốt, pate. Đầu tiên thì mình xào gà với lại tỏi cho thơm, cho chút màu điều vào cho có màu đẹp nữa. Rồi tiếp theo mình lại xào pate với tỏi cho thơm. Rồi sau đó chuẩn bị một nồi nước, đây là nước dừa nhé. Mình đổ cho nước dừa này vào. Tiếp theo cho pate đã xào vô, rồi lại đến thịt gà. Rồi mình sẽ đậy nắp lại, nấu cho gà chín. Tiếp theo cho cà rốt vào, vớt chút bọt ra. Rồi tiếp theo lại cho đậu Hà Lan vào, hành tây, nêm nếm lại cho vừa ăn. Thế là xong, nồi thịt gà nấu pate.